Xin chào các bác. Dọc đại lộ Thăng Long ngày nào tôi cũng đi qua các bác ạ. Nhưng mà không để ý mấy, không có biết ở bên trong có cây mà không nghĩ là nó nhiều cây đẹp thế, thì các bác vào cùng chúng tôi nha. Vào cùng tôi nha. Để xem có những cây gì, xem họ có cho què không đã. Nhưng tôi thế tôi vào các bác ạ. Thấy đẹp là cũng phải vào luôn. Đấy, còn đuổi không là bên sau bác. Nếu mà đuổi thì không có video này thì bác không được xem, nhưng mà có được quay ấy, thì hy vọng tối sẽ có video bác xem các bác nha. Đấy. Hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2018 bác nhé. Đây tôi đang đi vào trong này. Đấy. Cháu xin phép quay tí nha. Có vẻ là cho phép các bác. Cứ quay thôi. Ôi rồi, nhiều cây đẹp không biết quay từ đâu bác. Tổng quan này các bác này. Đây, các bác chủ nhà đây đang đi uống nước sông Kiều. Nhưng mà kệ đi, ra là tính, đang dở quay. Đầu tiên là gốc mộc, gốc hoa mộc rất to to. Để tạm thời không nói, cây này rất giá trị nhưng mà thôi. Về thế thì không nói. Một đôi mộc rất đẹp. Xưa là cái mẫu đơn. Thế là thân thế của cây mộc này thì không chê nhỏ, nhưng mà nó là cây hoa các bạn. Chậu này mấy người ôm. Đây, những cái tác phẩm xanh này. Tôi nhìn tôi cũng mê, tôi thấy rất là mê. Đầu tiên, ở đây. Quay tổng quan các bác hơi bị bối rối vì nhiều cây đẹp quá. Đấy, bắt đầu nha, còn là những siêu phẩm thôi. Giá xin phép chắc không hỏi các bác nha. Quay anh em tham khảo thôi. Vậy các bác nhìn thấy chưa? Vừa nhìn vừa ngửi các bác nhé. Bác tưởng tượng nó có hoa mộc rất là thơm các bác nha. Các bác nhìn nha. Vừa nhìn vừa xem video vừa ngửi các bác nha. Thơm lắm. Hoa mộc ngay đằng sau lưng. Đây là một cây xanh đầu tiên mà đập ngay mắt là không thể cưỡng lại được. Bây giờ mà mơ ước của tôi là gì các bác biết rằng là một đại gia của Việt Nam. Chỉ cần đại gia của Việt Nam thôi có thể mua một vài cây ở trong vườn này. Xanh các bác nhá. Yêu xanh đi các bác ạ. Nhìn đây này. Các cây quá kỹ, tay tán. Tay tán. Tôi đi một vòng thân bệ các bác nhá. Này mấy quay mấy video mày ra mới hết được vườn các bác. Toàn là đi triển lãm này các bác. Toàn cây triển lãm. Thấy chưa? Ôm một tảng đá này. Đấy, dễ nhá, một trong cái dễ của nó nhá. Bệ nó to này. Nam Điền này các bác. Nam Điền. Xin phép một chi tiết thì chắc là hết buổi chiều này không hết được các bác. Là cứ quay dần dần. Đi đâu thì nó hơi cao nên là có khi tôi không chi tiết được quả tán của nó. Đây các bác nhìn. Đi vào những cái đường lắp lượn nó nha. Rất sạch sẽ, rất mỹ mà. Rất nhịp mà. Hoàn toàn cắt giật các bác nha. Cắt giật nha, không có vào dây. Nhìn vào xem các bác này. Các bác nhìn này, hoàn toàn là cắt giật. Đấy. Rất sum xuôi. Cây rất hoàn thiện, sạch sẽ. Đây. Cái tay vuông này. Và nó rộng hơi tối. Đẹp chưa các bác? Bệ của nó thì không chê được, rất đều. Rất đều và kỹ rồi. Không thấy một cái vết cắt lỗi này. Mộc. Đây, mẫu đơn này. Trang đỏ. Đấy, trang đỏ. Đây này, cái mộc nữa đây. Kìa có cái cây này. Cái gì hình như là cây lan nhỉ? Cây ngọc mai này. Ngọc lan được rồi. Xa xa con tắc kẻ đậu xa cân nhỉ? Rồi cây xanh tiếp theo nữa đi. Quay từng hàng một. Cái này không kém gì cây kia đâu. Không kém gì đâu. Tự nhiên vào đây xúc động quá các bạn. Còn cây đẹp cũng một ông Nam Điền nữa, rất quý và tuổi đời thì khỏi bàn các bác nhé. Đây này,
ôm đá thì không biết là bao nhiêu năm, dưới là đá quá nhá, đá đấy, đá. Đầu tiên là bệ, đi vòng vòng bệ thôi nhá. Đây các bác nhìn vào trong này, thoải mái mà chiêm ngưỡng, cứ từ từ mà thưởng thức các bác nhá. Đấy, mẹ nhá, đừng có hỏi giá tôi các bác nhá, tôi không biết giá đâu, không phải không biết mà có thể áng chừng nhưng mà tôi không hỏi đâu. Tán của nó rất đầy. Đẹp chưa? Cái xanh tiếp theo này, à đây có tên tuổi này, hạc lập đôi. Đấy. Tạ Huỳnh, nghệ nhân Tạ Huỳnh, có số điện thoại các bạn tư vấn nha. Đấy, hội cây cảnh Thăng Long đấy các bạn. Đẹp lắm các bạn ơi, đẹp lắm. Của nghệ nhân Tạ Huỳnh các bạn. Bây giờ vào mới biết là bác ấy ở chỗ này. Bệ này. Lại phải đi một vòng bệ nữa. Này cây vừa nãy kia. Cây nào cũng rất chỉn chu. Cũng được ghép những cái tảng đá rất là đẹp ở bên dưới. Đây. Bệ. Kìa, cây là hán kìa, dã man kìa các bác. Không biết là bao nhiêu tỷ cây đấy đâu các bác ạ. Cây còn cây nhập khẩu thôi. Chi tiết thì có phải là xin buổi khác các bạn, hôm nay là phải mục tiêu phải quay hết, quay lướt cũng được cũng phải quay hết. Rồi tiếp theo đây phi lao, ôi trời ơi quá tuyệt vời, tay tôi này bác, tay tôi bé tí luôn. Nét đi kìa, ôi nét đi kìa. Đấy tay tôi đấy, mẹ gốc này các bạn nha. Đấy, tổng quan phải đứng xa, xa 5m mới cho hết được. Tán nó khoảng độ 2m, hơn 2m đường kính nhé. Đấy, để bây giờ chi tiết đi. Chi tiết đi. Cây nào cũng rất hoàn thiện và sạch sẽ. Vẫn cắt bạn, vẫn dùng kéo cắt chứ không dùng tay, dùng tay thì rất là lâu. Nhúng nhúng cái này này bác. Nhưng mà dùng kéo thì nó bị đen, nó bị thâm ấy. Khi nào mà khô nó bị thâm. Nhưng mà một thời gian nó sẽ hết. Nhưng mà cái cây to này mình dùng tay thì bao giờ cho xong. Đấy. Lối phân chi phân cảnh rất là hợp lý. Xương xương răm lộ tán rõ ràng. Yêu không các bác, quá yêu. Chắc bản thân mình không kiếm ra tiền thôi các bác ạ. Xem video này các bác có chắc bản thân mình không kiếm được ra tiền để mua sở hữu cây này không các bác? Tôi chắc tôi lắm, quá đang chắc luôn. Được kìa, ông kiệt tác kia tí ông quay riêng. Đây. Ôi xôi, xanh này, quá đẹp. Đẹp chưa? Cây nào cũng cực kỳ kỹ.